vì bạn đã âm thầm cố gắng hết sức để có thành công ở cuộc thi. Việc nói chuyện trước đám đông đối với Hương không phải xa lạ, vì Hương vốn xuất thân từ cán bộ đoàn đội kỳ cựu, đã tốt nghiệp lớp cán bộ đoàn trường đoàn Lý Tự Trọng, từng được thành đoàn trao tặng danh hiệu cán bộ đoàn xuất sắc và đoạt giải chỉ huy đội giỏi cấp thành phố. Hiện tại, Ngọc Hương vẫn là một nhân viên ưu tú trong công việc, niềm tự hào của đồng nghiệp khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Từ nhỏ đến lớn thì Ngọc Hương luôn là lớp trưởng của những lớp khi mà đi học. Và đặc biệt là Ngọc Hương đã là một cán bộ đoàn, một cán bộ đội rất là xuất sắc. Vì lý do đó thì năm 2005 thì Ngọc Hương quyết định là đăng ký lớp học người dẫn chương trình truyền hình ở Nhà văn hóa thanh niên. Thì tốt nghiệp với loại xuất sắc thì từ đó Ngọc Hương trên con đường chinh phục ước mơ trở thành người dẫn chương trình truyền hình của mình. Cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình là một thách thức đối với tất cả những người có niềm đam mê về nghề dẫn chương trình. Lý do đó nên khiến cho Ngọc Hương đến với cuộc thi này. Ngọc Hương rất là may mắn khi trở thành một trong 12 thí sinh đến với vòng chung kết sắp tới. Và có rất là nhiều khuyết điểm ở Ngọc Hương mà Ngọc Hương cần phải khắc phục, đó là nói hơi bị nhanh. Và còn một điều nữa, đó là Ngọc Hương có một đức tính, đó là khi mà mình nói một bất cứ một vấn đề nào, lúc đầu thì nói rất là bình tĩnh, nhưng mà càng về sau áp lực thời gian và áp lực của nhiều người làm cho Ngọc Hương mất bình tĩnh. Điều đó thì chắc chắn Ngọc Hương sẽ khắc phục ở vòng chung kết. Vòng chung kết phía trước tuy ngắn mà dài và rất khó khăn, vì là sự tranh tài sôi nổi giữa 12 tài năng dẫn chương trình ngang tài ngang sức. Mỗi thí sinh một sắc thái riêng biệt, một sự chuẩn bị khác nhau. Trần Thị Ngọc Hương luôn tỏ ra tự tin với khả năng và hành trang chuẩn bị của mình, hứa hẹn mang đến vòng chung kết một phần thi thật ấn tượng. Chúc bạn đạt được thành công cao nhất. Ban tổ chức cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần 2 năm 2007 thông báo. Kính thưa quý vị, tiếp nối thành công của cuộc thi vọng cổ lần thứ nhất năm 2006, để góp phần tìm kiếm, phát hiện những giọng ca hay, mới lạ cho sân khấu cải lương truyền hình. Năm nay, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần 2 năm 2007 từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 1 tháng 11 năm 2007. Thể lệ đăng ký dự thi như sau: các thí sinh nam nữ tuổi từ 16 đến 35, có năm sinh từ năm 1972 đến năm 1991, trong cả nước, yêu thích nghệ thuật cải lương đều được đăng ký dự thi. Các thí sinh ghi danh mang theo hai tấm ảnh 3-4, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ cần thiết có dán ảnh để đăng ký dự thi. Thời gian đăng ký: các ngày trong tuần từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2007, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Địa điểm đăng ký dự thi: tại Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, số 9, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các thí sinh thuộc thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Tây Ninh. Tại Đài phát thanh truyền hình Cà Mau, đối với các thí sinh thuộc tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Tại Đài phát thanh truyền hình Trà Vinh, đối với các thí sinh thuộc tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Tại Đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp, đối với các thí sinh thuộc tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang và An Giang. Tại Đài phát thanh truyền hình Long An, đối với các thí sinh thuộc tỉnh Long An, Bến Tre và Tiền Giang. Tại Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa, đối với các thí sinh thuộc tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng. Khi tham gia, các thí sinh ăn mặc đẹp, đứng đắn, có thái độ nghiêm túc trong việc ghi danh và tham dự các vòng thi. Các thí sinh dự thi vòng sơ tuyển sẽ hát hai câu vọng cổ tự chọn đã đăng ký với ban tổ chức. Hội đồng giám khảo sẽ chọn 50 thí sinh vào vòng bán kết và được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ vòng chung kết, 10 thí sinh sẽ được bồi dưỡng thêm các kiến thức về ca diễn nhằm giúp các thí sinh hoàn thành tốt bài dự thi. Giải thưởng cao nhất là giải Chuông vàng và các giải khác của do Hội đồng Nghệ thuật đánh giá, trao giải. Ngoài ra, các thí sinh cũng nhận được danh hiệu thí sinh được yêu thích nhất do Hội đồng Báo chí và khán giả bình chọn. Các thí sinh được chọn vào vòng chung kết các tuần đều được tặng quà lưu niệm. Các thí sinh được chọn vào đêm chung kết xếp hạng sẽ nhận được giải thưởng có giá trị. Các thông tin về cuộc thi được thông báo trên sóng HTV
trên website www.htv.com.vn/chuông vàng giọng cổ, trên sóng FM và yết thị trước trụ sở Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cuộc thi Chuông vàng giọng cổ năm 2007. Thiếu iốt sẽ gây bướu cổ và nhiều rối loạn khác ảnh hưởng đến sức khỏe và trí tuệ. Các tác hại do thiếu iốt hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Vì sức khỏe và tương lai con em chúng ta, toàn dân chỉ sử dụng muối iốt trong ăn uống và nấu nướng. Bộ phim truyện Việt Nam dài 2 tập Minh Nguyệt được phát sóng vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 17 và 18 tháng 8 trên kênh HTV7. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Thưa các đồng chí, Ban chấp hành Trung ương Đảng tôi đã họp 2 lần. Khác nhau thế nào? Xin Vũ đồng chí cứ nói để các vị ở đây được rõ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị theo dõi các nội dung sau đây. 19 giờ tiết mục Những em bé thông minh. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Fish và Foxy. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ 15 phút truyền hình trực tiếp chương trình album vàng. 22 giờ tin trong nước. 22 giờ 15 phút ca nhạc Thay lời muốn nói bạn đời. 23 giờ 15 phút đất nước mến yêu sắc màu thiên nhiên. 23 giờ 35 phút vấn đề thể thao trong tuần. 23 giờ 55 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 14 tháng 8 gồm những nội dung sau. 0 giờ 5 phút du lịch vòng quanh thế giới Bắc Florida. 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Từ khi gặp em tập cuối. 1 giờ 30 phút khám phá cứu hộ nước cuốn. 2 giờ chuyên đề âm nhạc hộp thư âm nhạc thời sự âm nhạc. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Ngọn nến Hoàng cung tập 23 và 24. 3 giờ 30 phút đất nước mến yêu sắc màu thiên nhiên. 3 giờ 50 phút văn hóa ẩm thực món ăn xứ Huế. 4 giờ 10 phút thông tin văn hóa khoa học kỹ thuật hồ sơ cảnh sát. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc TV khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ.